khác tí nữa. Dịch cái tí nữa. Dịch cái tí. Rồi ok, được rồi, bỏ tay. Rồi, xin chào các bác nhá. Đây, trước mắt anh em đây là hai em chim ra rừng. Đấy, chim rất có bản lĩnh, đấu đá cà phê thoải mái các bác nhá. Đấy, bóng bộ tương đối to luôn. Cả hai em các bác nhá. Đấy. Chơi cánh, chơi đuôi. Đấy. Hai em này thì vừa về nhà em được khoảng chắc là đến bây giờ được khoảng 3 tiếng rồi các bạn. Đấy, chim vừa mới về. Mà thái độ chơi rất là ok các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Gấu không? Đấy. Chim bởi vì là chim dài rừng nên là điện đóm nó ổn định và rất là bản lĩnh các bác nhá. Giọng cũng rất là hay. Đặc biệt em bên trái này rất mau mỏ này các bác này. Em bên phải thì xòe vip luôn. Bên trái thì xòe cũng rất là to đẹp. Em bên phải này khi em bắt ở trên chợ nó xòe phải gọi là to tướng luôn. Đấy, bây giờ mới về các bác nhìn cái bản đuôi cũng thích. Cực kỳ thích luôn, cái bản đuôi này quá đẹp mắt. Em bên phải thì chơi cánh cao, đuôi xòe đẹp. Đấy, cả hai chim này đều là chim già rừng hết các bác nhá. Khẳng định với anh em là già rừng luôn. Chim quá đẹp luôn, bản lĩnh đấu đá cà phê thoải mái, hót giọng hay. Mà giọng rừng thì anh em khỏi phải nghĩ rồi. Đấy, bác nào kết thì alo cho em qua số điện thoại là 0978 767 689 nhá. Rồi, mình chào anh em, quay tạm cho anh em xem một đoạn gọi là qua bóng bộ cũng như thân hình chim. Bác nào kết thì alo nhá. Rồi, xin chào anh em.